Chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Chào bạn. Hôm nay quay gì anh Thái? Hôm nay anh đang tính cho mấy đứa đi du lịch này. Lâu lắm rồi cả team chưa được đi chơi xa anh Thái ạ. Đúng thế, chọn khách sạn nào 5 sao có view biển đẹp, sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn. Đi cả con tôm hùm nào thì bắt luôn con tôm hùm mới ăn, nhà luôn cả vỏ cho nó phê. Về chuẩn bị một bao tải quần áo đẹp, một tiếng thay một bộ, tha hồ chụp ảnh cho các bạn xem. Ui giời. Thế đi du lịch ở đâu hả anh Thái? Anh đang tính cho mấy đứa đi du lịch đảo hoang. Thế mà anh bảo cho đi du lịch thì đi du lịch đảo hoang còn gì nữa. Ra đảo hoang cũng có nhà, có biển, có hải sản, thiếu gì đâu. Làm gì có nhà đâu. Thì nhà hoang. Tại vì nhá, mấy đứa đi du lịch thì cũng đã được đi rồi, cũng đã từng được đi rồi. Nhưng mà đi du lịch đảo hoang mấy đứa chưa đi bao giờ mà, đúng không? Vâng. Thế để bọn em về chuẩn bị quần áo. Thôi không cần, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo đẹp cho mấy đứa rồi. Đây này, đi đây. Mỗi đứa một bộ luôn, lấy đi. Lấy luôn em. Yeah. Mặc luôn vào. Lấy cái này đi. Lấy cái này. Của em chật quá anh Thái. Ui rồi, ôi ông thần này, ông mặc ngược rồi sao lại xỏ ngược lại. Nguyên cây màu vàng luôn nha. Đúng. Cái áo của anh đâu? Từ đã, mấy đứa cứ mặc đi từ tí nữa. Cả đàn vàng thì người đầu đàn cũng phải màu vàng nốt chứ, đúng không các bạn? Ông thần mặc được chưa? Rồi. Đẹp chưa? Đẹp. Ờ đấy. Rồi, Vinh trông như kiểu là phù thủy nhỉ? Vâng. Đấy. Lần này đi đảo hoang chắc đông vui lắm nhỉ? Đảo hoang có gì mà đông vui? Mà anh Thái không chuẩn bị đồ ăn, thức uống lên đấy sao mà sống? Ừ, tất nhiên là có chứ. Tại vì mình đi một ngày cơ mà, cũng vất vả lắm đấy. Để sống sót ở trên đảo hoang thì anh có chuẩn bị cho mấy đứa một ít đồ ăn và một ít trái cây. Và để bổ sung năng lượng tức thì cho mấy đứa thì anh có chuẩn bị. Đây rồi, có tính là sữa lúa mạch có canxi bifat. Đây. Đấy. Trước mắt phải uống ví dụ một hộp sữa anh Thái ạ, thèm lắm rồi. Rồi thế lấy đi mấy đứa. Vâng. Mỗi người một hộp uống để bổ sung năng lượng tức thì luôn. Được rồi anh Thái ạ. Quá đã. Thanh mát dễ uống không gắt cổ. Tại vì là cái sữa lúa mạch có canxi bifat này, ngoài bổ sung năng lượng cho mấy đứa ấy, còn bổ sung chất xơ này, canxi này, rồi thì omega 3 cho mấy đứa nữa. Tha hồ mà vận động nhá. A few moments later. Mấy đứa ơi, đi. Chào các bạn nhé. Mình ngồi đây. Bọn mình lớn này, bọn mình ngồi ở dưới các bạn. Let's go. Giờ cả team mình đi ô tô ra ngoài bến cảng nha các bạn. Sau đó là sẽ đi xuồng đi ra ngoài đảo hoang. Đảo hoang có xa không anh Thái? Đảo hoang gần thôi em, đi đây ra đấy mất 1-2 phút thôi à. Bọn mình lên xe được 30 phút rồi đấy anh Thái ạ. Quan trọng nhìn thấy năng luôn mà ngắm cảnh đi kìa. Đúng rồi, nhìn sang trái, đúng rồi, nhìn sang trái. Nhìn sang trái. Đang ngủ gật vậy. Ôi, đúng rồi, nhìn sang phải, nhìn sang phải, nhìn sang phải. Tưởng nhìn cái gì? Nhìn thấy cái mặt trời lé cả mắt rồi. Được chưa? Rồi. Đấy rồi, đi xuống lấy đồ đi. Đến bến phà rồi các bạn ạ. Bây giờ bọn mình đang đi ra kiểu đi du thuyền ấy. Ok, sắp được đi du thuyền rồi. Rồi, kia kìa, đằng kia kìa. Anh em mấy đứa ơi. Vâng. Lên đây. Em ngồi đằng trước này. Đằng off phao cho an toàn đấy các bạn. Rồi. Giờ đi cái này chán ngon. Ô, đi chậm này á. Chán đấy nhỉ. Mấy đi con ai, tao cũng lên. Ô, nhanh nha các bạn. Lên đi. Kéo vào ra đi. Ốc em còn nguyên không anh Thái? Ui dồi, vẫn còn nguyên. Nhảy xuống. Rồi, lên xe đi mấy đứa. Đầu hoang ở đây vui đấy nhỉ. Tung nóng cửa vào, Tung ơi. Nóng cửa vào. Đầu hoang sao
Anh đã bảo rồi, đảo Hoang này có rất nhiều người đi thử thách. Đây là thử thách 99 năm sinh tồn trên đảo Hoang. Rồi, đến đảo Hoang rồi. Biển Hoang đẹp quá các bạn ạ. Mình cứ tưởng biển Hoang nó nắp biết gì cơ, hóa ra đẹp bên này. Anh nói phép mấy đứa là đi lên đảo Hoang thôi, chứ thực ra đây không hẳn là một cái đảo Hoang. Người ta đang thiết kế để du lịch rồi đấy, nhưng mà chưa hoàn thiện thôi. Cho nên là mấy đứa sẽ nhìn thấy một số ngôi nhà đấy. Ở đây có cá mập không? Có. Vì bây giờ bọn mình sẽ đi tham quan cái con đảo này trước nha. Vâng. Bên này có dãy núi đẹp này, sang bên này đi. Đây. Ngoài đẹp lắm mấy đứa ơi, ra đây ngắm biển này. Ô ốc này các bạn ơi. Ui giời, ốc rổ này. Ôi đảo nó lia lịa luôn. Ui giời ui. Đúng là đảo Hoang có khác. Ốc cá tôm tép rồi cứ phải là nhiều luôn. Trên này là không sợ chết đói các bạn ạ. Ốc này các bạn ơi, nhiều chưa? Wow, ốc la liền luôn. Tí về lượt ăn mấy đứa ơi. Ở đây là tại vì ở đảo đây không ai bắt ốc các bạn ạ, cho nên là rất là nhiều này. Mấy đứa nhặt một tí đã được một đống rồi này. Này, một nắm này. Em đây chuối ơi. Mình chỉ nhặt mỗi một chỗ mà được một nắm rồi các bạn ơi. Bảo đi. Các bạn ơi, ốc to chưa? Thôi, Thảo bắt được con ốc to thế. Con này ăn là tuyệt vời luôn này. Vâng. Đây. Đây, 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 tôi này. Anh Đại ơi, ơi, sang bờ biển bên kia sẽ có cái gì lạ không đây? Đi, đi, đi thôi mấy đứa ơi. Hey, anh ơi, có khác, để xung quân gì đây? Đây là hòn đá hả mày? Bây giờ bọn mình sẽ đi sang cái bờ bên kia xem có cái gì đặc biệt không nha các bạn nha. Từ từ anh chị ơi. Hả? Thảo hộ ta một tay. Cái gì đấy? Gì? Làm gì đây? Hai đứa mày làm cái gì đây? Mấy khi mới được lên đây, vứt ốc về mang về luộc. Ôi giời, mà đừng muốn bắt ốc thì phải cứ nghe biển chứ. Ở đây ốc nào sống nổi. Đây cái mỏ mà. Mỏ thôi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thôi đi chúng kia xem có gì không bắt về. Thôi đi thôi đi thôi. Đi sang khu này tham quan tiếp nha. Đứa nào mà yếu thì lấy sữa BiFast ra uống để bổ sung năng lượng nha. Vâng. Thôi khu này đẹp chưa? Rộng chưa? Con tôm. Con cắn đau lắm. Em. Con tôm. Con tôm. Nó mổ đau lắm. Nó mổ. Vâng. Tôm hùng, đây tôm hùng, tôm hùng. Cho ăn tay, cho ăn tay. Em sợ cắn lắm. Không sợ đâu, cứ cho ăn tay đi. Không. Đây tôm hùng giống tôm hùng lắm. Hải cảng to tướng này các bạn ơi. Ồ, nó đang cắp ạ. Ôi. Ông nó ở dưới cái khe này nhiều lắm các bạn ạ. Biển Hà các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, Hà cho mình ăn sống được các bạn nhé. Ngon lắm. Đây mình lấy con to các bạn xem nhé. Đây. Các bạn ơi, mình bắt được con cua to lắm. Đây đây. Không chạy được đâu em Lai ơi. Tô nhá. Chân ra mới biết. Rồi bọn mình bắt ốc mệt lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ đi vào trong này nghỉ ngơi một tí đi. Quả thông nó rụng đầy đầy này mấy đứa ơi. Ông chân này anh Thái ơi. Hả? Chân. Chân. Thế mà không biết từ đầu. Ơi giời ơi, thế cứ đi chân đất. Đau cả chân. Ơi trời ơi. Ở đây công nhận là ngoài cái nhiều đồ ăn ra ấy, còn nhiều những đồ dùng sinh hoạt nữa các bạn ạ. Ai nói chỉ có đúng thôi. Hả? Để em nhận skin này. Nhận được một đôi tông tông gì tông pha dép này. Ăn tay luôn này anh Thái. Đâu? Đây. Ôi giời ơi. Anh Thái ơi. Hả? Ôi mấy đứa ơi, mấy đứa ơi. Trong này có cái hang gì này? Ơ đây này. Từ từ, đi 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 đi. Wow. Hang đồ ăn gì đây? Như một ngôi nhà này. Ôi các bạn ơi này. Rộng thế. Ở đây giống như ở một khu rừng khác ấy nhờ. Vâng. Giống như kiểu bọn mình vừa mới đi từ ngoài biển vào, đây là một khu rừng khác luôn. Cái này rất là êm, cắm trại rất là thích này. Tí anh Thái cứ về trước đi, em ở đây nhặt sắt vụn thôi. Ở ngoài biển nên những cái chai nhựa nó giặt ở đây rất là nhiều các bạn ạ. Người ta bắt đây này. Đâu? Mang về câu cá em. Mùa đông này nó khanh khô ra lướt lỉa các bạn ạ. Cái cây này nó giống mùa mình này. Nó lướt ra rát các bạn ạ. Đi ra ngoài thôi mấy đứa ơi. Công nhận là trong này nắm điều thú vị thật các bạn ạ. Đúng rồi, khu này nó còn nguyên sinh ấy. Cho nên là nó rất là nhiều cái mới lạ, độc đáo. Ê này ơi. Hả? Đây quả dứa này. Ui, đây một quả nữa này. Ôi, ô kia nữa kìa.
Ờ đúng đi. Ui. Lá dứa thì mình thấy nhiều rồi, bây giờ quả dứa mình mới thấy luôn. Quả dứa rất là to, nhưng mà thôi tại vì nó chưa chín cho nên là bọn mình không vặt đám gì. Khi nào mà bọn mình sẽ bọn mình sẽ quay ở đây khi mà quả dứa biển nó chín, bọn mình sẽ vặt ăn hết chỗ này nhá. Vâng. Chắc là bọn mình sẽ có một cái video sinh tồn hay là thử thách hay là 24 giờ ở đây nha các bạn. Nếu các bạn mà muốn bọn mình làm những cái video như vậy ở đây thì các bạn comment ở phía dưới video này nhá. Thằng Thảo ơi, thằng Vinh nó vẫn mê mẩn bao ốc ngoài kia. Rồi đi gọi gọi nó vào đi em ơi. Thảo ơi, Vinh ơi. Mình sẽ về khu bãi cát đằng kia để chơi trò chơi thử thách nha các bạn. Thử thách gì vậy anh? Đây. Bây giờ cái thử thách mà anh đưa ra cho mấy đứa có tên là dẫn nước về nguồn. Bọn em đâu biết nguồn nước ở đâu đâu mà dẫn. Bây giờ mấy đứa sẽ làm một cái vạch ở đây. Một vạch được rồi, một vạch to nhất là được rồi. Bây giờ để cái xô ở đây, để cái xô ở cái vạch này đi. Đó. Hai đội sẽ xếp thành một hàng dọc, đi xuống dưới kia múc nước và nhảy lò cò từ đấy lên đây đổ vào cái xô này, biết chưa? Vâng. Đội nào làm đầy được cái xô này trước, đội đó là chiến thắng, sẽ được nhận phần thưởng là sữa bi phát của anh nhá. Yeah. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Nào, bây giờ xếp thành hai hàng đi. Let's go. 3, 2, 1, chạy đi. Qua lò cò, lò cò, lò cò, đúng rồi. Múc cả cát rồi. Lo qua, lo qua. Cố lên. Cố lên đi nào. Cố lên nào. Đúng rồi, múc đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hay lắm, hay lắm. Đội bên kia chậm hơn rồi, đội bên kia chậm hơn rồi. Múc nước, múc cát làm gì? Cố lên. Mày múc cát làm gì? Mày quên sửa cần quay nhá. Mày múc cát làm gì? Lên đi không đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ôi giời ơi, bố không. Rồi ơi, ông yêu đi được vòng luôn rồi. Trò chơi kết thúc và mấy đứa không nghe theo sự hướng dẫn của mình, càng về cuối càng chơi ăn gian. Cái đội nào giành chiến thắng hả anh? Đội nói chung là hôm nay mình sẽ không cho đội nào giành chiến thắng hết, tại vì chơi không đúng luật. Mỗi đội sẽ chỉ được 5 vỉ sữa thôi. Bây giờ bọn mình sẽ vào kia bày trái cây ra và sữa bi phát ra để ăn uống nhá. Để bù năng lượng mà bọn mình vừa mới hoạt động các bạn ạ. Buồn thế. Đừng học bảo với mình nhá. Các bạn ăn xoài với mình nhá. Đứa nào chấm súp mà không ăn để ở đây. Ăn không ăn chấm cho mình để đây. Cắt các bạn ạ. Nhai vào đá kẹt phát. Em vào súp rồi, cho anh thêm tí súp đi nào. Đây. Hôm nay đi chơi thích thật anh thấy ạ. Tất nhiên rồi, thích hơn là mấy em suốt ngày ở nhà cắm mặt vào điện thoại chơi game không? Vâng.
khi mà mấy em đi trải nghiệm này nhá, vừa vui này, vừa được thoải mái đầu óc này. Đấy, đời và khám phá những cái điều mới xung quanh của chúng ta này. Đây cũng là cái điều mà anh cũng muốn nhắc đến các em và tất cả các bạn nhỏ đang xem video này nhá. Thôi, video này của mình cũng đã dài rồi các bạn ạ. Còn rất là nhiều cái mà chúng mình chưa khám phá ra ở trên cái hòn đảo này đâu. Đúng rồi anh Thái ạ. Còn thử thách 24 giờ câu cá trên biển nữa anh ạ. Với cả 24 giờ sinh tồn nữa. Bãi cát bên kia to tổ chức đá bóng cũng hay. Mà anh Thái ơi, bãi cát bên kia to đá bóng cũng hay. Cũng được đấy chứ hả? Nếu các bạn nào muốn bọn mình thực hiện cái nội dung gì ở trên hòn đảo này thì comment ở phía dưới video này nhá. Thôi bây giờ xách mông lên và về thôi. Các bạn cùng đón chờ những cái điều hay ho ở các tập tiếp theo nhá. Việc gì có bảo bối đang đợi các bạn.